Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình là Kiên. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về 6 điều cơ bản về nước hoa mà mình nghĩ rằng là nó sẽ khá là bổ ích cho những bạn nào đang dùng và định mua nước hoa. Chúng ta cùng nhau vào tìm hiểu nhé. Đầu tiên đó chính là nước hoa tester và nước hoa full seal. Thì về chất lượng nước hoa thì hai dòng nước hoa này không khác gì nhau cả. Còn nếu mà về ngoại hình thì những chai tester nó sẽ chỉ có hộp như này, hộp giấy như này. Đây là chai na đen trên bàn của mình. Và có một số chai thì nó còn không có nắp. Vì thế nước hoa tester nó sẽ khác nhau ở ngoại hình chứ nó không khác nhau về chất lượng nước hoa. Nhiều người nói rằng là nước hoa tester nó sẽ ngon hơn nước hoa full seal. Thế thì chả khác gì là treo đầu dê bán thịt chó cả. Chả một nhà nước hoa nào đã dại làm điều đó cả. Nếu như bạn nào nói là tester nó không ngon bằng full seal thì các bạn thử nghĩ xem là nếu như một hàng test mà đưa cho người ta dùng thử mà nó không ngon bằng nước hoa full seal thì chắc là chả ai mua luôn. Cái điều số 2 đó chính là nước hoa ngửi mùi cồn và nước hoa hắc, nước hoa nữ hồng. Thì cái này các bạn phải tìm hiểu là cồn nó là dung môi để có thể pha chế các nguyên liệu nước hoa với nhau và cũng là chất để có thể làm nước hoa có thể tỏa hương. Nếu như các bạn ngửi một mùi hương nước hoa mà nhiều cồn hay là hắc hay là khó ngửi ban đầu ấy thì các bạn nên chọn những chai nước hoa nó có nốt hương như là hoa quả cam quýt hay là các nhóm hương hoa thì nó sẽ bớt nồng hơn và nó sẽ bớt hắc hơn. Còn nếu như các bạn chọn những cái nốt hương như kiểu tiêu như chai nước hoa này, gỗ như chai nước hoa này thì cái mùi ban hương ban đầu nó sẽ rất là nồng, rất là khó chịu. Cái điều số 3 mà mình muốn nói ở đây đó chính là có thể bơm ngược nước hoa lại vào trong chai hay không và có thể pha cồn vào nước hoa hay không. Thì đa số những chai nước hoa như những chai nước hoa như này thì cái vòi của nó chỉ thiết kế có một chiều thôi, đó là chiều của các bạn có thể xịt ra, chứ các bạn không thể bơm ngược nước hoa lại, trừ khi các bạn phải tác động vào chai nước hoa. Và nếu như các bạn bảo là người ta bơm nước hoa vào trong chai để bán cho các bạn ấy thì người ta làm giả cả cái chai chứ không có gì, người ta phải đục cái vòi ra cho các bạn để người ta bơm nước hoa và bán cho các bạn cả. Ngoài một số chai nói trên thì còn có những chai nước hoa có thể refill lại. Đây các bạn có thể tháo ra như này, khi dùng hết các bạn phải mua một chai khác đổ vào, hoặc là mua các bạn mua chiết đổ vào. Cái này thì họ cũng sẽ ghi rất rõ khi bán cho các bạn nên các bạn yên tâm về vấn đề này. Cồn 70 độ rửa tay đang cháy hàng trên thị trường và các loại cồn 90 độ để nướng mực thì các bạn không thể nào pha được với nước hoa cả. Mà cồn sử dụng trong nước hoa đó là cồn chuyên dụng sử dụng trong những ngành công nghiệp mùi hương và mỹ phẩm. Vì thế nếu như bạn nào bảo là người ta mua một chai full về và người ta pha cồn vào và người ta bán thì nó khá là mơ hồ. Cái điều số 4 đó chính là nhiều bạn nói rằng là nước hoa xịn thì nó sẽ bám tỏa rất là tốt và nó sẽ có 3 tầng hương rõ rệt. Cái này không hoàn toàn đúng, tại vì với những chai nước hoa mang những nốt hương như kiểu là hoa cỏ, như kiểu là cam chanh, citrus mát mẻ thì nó sẽ có độ lưu hương khá là kém. Thậm chí có những chai bám khoảng tầm chỉ đến 2 đến 3 tiếng thôi, nếu như bạn hoạt động nhiều. Và cái vấn đề này thì mình có tới một chai ví dụ rất điển hình, đó là chai Lilabo Bergamot 22. Ở trên da mình chỉ có 4 tiếng thôi, nếu như mình hoạt động nhiều nó chỉ có 3 tiếng thôi. Và cái việc nước hoa xịn có 3 tầng hương thì nó cũng không hoàn toàn đúng. Có một số chai các bạn có thể cảm nhận rõ ràng cái sự chuyển nốt, nhưng có một số chai thì không như vậy. Nó còn phụ thuộc vào da, vào thời tiết, vào rất nhiều những cái yếu tố bên ngoài khác. Như kiểu là chai Baccarat Rouge 540 trên da mình mà mình sẽ sắp review rồi, nhưng trong thời gian sắp tới thì chai nước hoa đó bám trên da mình từ đầu đến cuối chỉ một mùi. Và mình bật mí với các bạn một điều nữa là những chai nước hoa fake thì nó cũng có 3 tầng hương khá là rõ rệt. Các bạn có thích cái mùi này không? Nếu mà đi những cái chỗ mà buổi đêm á, ban đêm mình có lớp thì cái hơi nồng á thì nó phù hợp hơn. Còn nếu như mà em là sinh viên á thì chắc là hơi nồng. Cái điều số 5 mà mình muốn nói tới đây là nhiều bạn nghĩ rằng nước hoa đắt thì luôn luôn thơm và luôn luôn được nhiều người khác khen. Nhưng mà không phải là như vậy. Bạn hãy chọn một mùi hương phù hợp với bạn, từ phong cách đến cá tính đến cái cách ăn mặc của bạn, thì các bạn sẽ nhận được nhiều lời khen hơn là các bạn mua một mùi hương đắt mà chả ai biết tới cả. Điển hình như chai Rosa Elysium phiên bản perfume này của mình. Mình đã có một cái video thực tế mà mình sẽ để ở đây cho các bạn. Chai hoa này có giá 8 triệu nhưng mà có khá nhiều bạn chỉ trả nó 1 đến 2 triệu. Điều đó thể hiện rằng nước hoa đắt không có nghĩa là thơm, không có nghĩa là người khác sẽ thích. Cái điều số 6 mà mình muốn nói tới ở đây đó là nước hoa xách tay, nước hoa order thì các bạn luôn luôn nghĩ rằng nó là hàng xịn.
Nhưng mà thực sự rằng mình đã gặp những cái trường hợp đó là người thân của mình ở nước ngoài mua nước hoa về cho mình, tặng mình, nhưng mà thực chất đó lại là một chai nước hoa fake. Các bạn đừng nghĩ là chỉ có thị trường Việt Nam mới có fake, nước ngoài cũng đầy rẫy fake. Và thực chất nó là ở cái tâm người bán, người ta muốn bán hàng cho bạn cái mặt hàng như thế nào thôi. Còn thực ra ở Việt Nam cũng khá có khá nhiều những cái deal tốt mà các bạn có thể mua được, mà nó còn rẻ hơn thị trường nước ngoài và không mất công ship về khá nhiều. Và thậm chí rằng là mình thấy rằng nhiều bạn còn mua ở Việt Nam nhưng mà nói rằng là hàng xách tay để bán được ăn được chênh lệch. Vì vậy các bạn hãy chọn cho mình một nơi mua nước hoa thật là uy tín, chứ đừng nghe những cái mác, đừng có sánh ngoại hay là chê hàng nội gì vậy. Và đó là 6 điều mà mình nghĩ rằng nó khá bổ ích cho những bạn nào đang sử dụng, đang tìm hiểu và đang có ý định mua một chai nước hoa. Và nếu như bạn thấy cái video này hay thì đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh của mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.